ở miếng dưới đúng rồi, ngay chỗ cái chòi nhà cao cao đó, tao mần nếp đúng á. Ừ. Thịt hai lần mà thân một chòi đó. Cái lúa nó bự. Mới cửa này nè. Có thịt. Sơ lục thân thì trên miếng lúa ảnh kiểm soát cũng tốt quá bà con, đôi ba chòm đôi ba bông thôi, mức độ nó không đáng kể. Còn vàng lá chín sớm thì vàng lúa anh đẹp rồi. Đó, cái vụ này bà con để ý đi, những cái ông nào bông bự á mà nên nước hoài, đặc biệt là những cái nền đất lung á, mà khai nước quản lý nước không tốt là những cái ông đó bị vàng lá chín sớm nhiều nhất luôn á. Còn chỗ anh nè bà con thấy không, quản lý nước cực kỳ tốt luôn, cho ra cho vô ở giai thời điểm này anh xịt nay 3 ngày anh mới cho nước vô đó. Đó, tầm khoảng 1-2 ngày nữa là mình khui nước mình bỏ luôn tới cắt, để cho máy người ta cắt dễ hơn nha bà con. Ừ, đúng rồi. Gì? Bông gì tì tì nền, tì nền. Thì bây giờ thử đi cái khuôn này, anh thử xạ 15 đêm đều cho anh 150-160 bình thường nè, bình thường. Còn vậy rồi mình 2 bông 3 bông mình chấp tăng bông mà. Lần góp ý thêm nha, bà con cái nữa nè. Nhiều bà con nếu mà xạ mà bà con thấy cái dàn cây nó dày giống như dàn lúa quanh nè, nên gãi nu bắp nha. Tại vì khi mà cây nó chen chúc với nhau, cái ánh sáng không có, cái lượng mà dinh dưỡng thất thố nó cũng cao nữa. Với lại á, ở cái vụ mà thời tiết nắng nóng hiện tại nè, một số trà lúa luôn thấy có gầy cánh trắng á, đó, ôm bắp, tức là sau khi gãi phao nóng đồng khoảng đúng một tuần sau nha, tối thiểu một tuần sau, bà con xem cái dàn lúa nó bắp phân như thế nào, mình sẽ gãi thêm một cử. Ông nào đất lung thì chen anh nào bị ca 20-15 mới vô gãy. Còn ông nào đất gò thì chen phân đơn. Còn mà đất nào mà có phèn thì trộn thêm DB, UG, DB, Kali. Có thể con nhỏ bà con gãy dùm cho lưng là 2kg UG, 2kg DB với 2kg Kali là 6kg con nhỏ. Bà con vuốt xương là dùm cho lưng đi, để mà trợ lực cho dàn lúa của mình sau này nó trộn nó cũng gỗ hơn người ta nữa. Còn ông nào đất lung thì ôm một cái một là khoảng 6kg 20-15 gãy bình thường nha. Tại điều kiện thời tiết bà con thấy nó nắng cực kỳ gắt luôn, nên là cây lúa của mình nó dễ bị mất sức lắm. Và thêm một cái nữa, không ai lai lưng đi á, 10 miếng là 10 miếng đều bị sâu đục thân hết. Nên là kiểm soát cho kỹ sâu đục thân, thậm chí là giai đoạn bắp á, trước chỗ khoảng 1 tuần. Đưa một cử dây vàng hecta 2 chai, đưa vô xịt dùm cho lưng nha. Chào bà con nha. Hôm nay Lương quay trở lại cái miếng quay 18 mà ảnh lỡ xạ con nhỏ 20kg giống đó bà con. Đây hôm bữa Lương có đăng cho bà con coi rồi, quay 18 ở khu vực của Tân Lập, Tân Thạnh của Long An. Thường là Lương làm con nhỏ thì tối đa là Lương xạ 16 thôi. Bởi vì quay 18 á, nó nở bụi rất là tốt bà con. Nhưng mà anh nghe lộn á, anh xạ 20 thì kết quả cũng ok thôi bà con. Thí dụ cái bông của mình á, Lương cho cái bông tệ nhất đi là 70 hạt, nhưng mà của mình á tới 3 bông mà con, mình chấp người ta 1 bông, và thậm chí là sao đục thân mình chả có bằng tâm luôn đó, lai gai đâu 3 bông mình chả bằng tâm tới. Và bà con thấy dàn bông cũng đều lắm nha bà con. Đối với nhiều cái trà lúa, nếu mà cầm mặt bông giống như dàn lúa này nè, bà con đưa được cái cặp mặt thân học trời ở cử công chứa me giống như cái miếng này, kèm với sông mã và kèm với cái đậu ôn á, thì hầu như là Lưng không có cho bà con xịt kali đâu. Tại vì nhiều cái dàn bông nếu mà nó ôm cái bông vậy nè, cái bông tối đa là tầm khoảng chừng 100-101, thì cái mức độ vào cày á bà con hầu như là 100%. Chủ yếu là mình xịt, mình dưỡng thôi. Chứ những cái dàn lúa này bà con không có sợ việc là bông to quá mà nó lép cày nó vô gà không có tốt, bà con đừng lo vấn đề đó. Chủ yếu là mình đưa mập thân hợp chòi để mà mình hỗ trợ quan hợp,
đưa thêm nhiều cái chất điều hòa dinh dưỡng cho nguyên lượng á, để cho lúa của bà con nó giữ tươi hạt tươi lá thôi, cho bà con cân có ký thôi. Cái vụ tới cũng làm dòng bông go go vậy thôi bà con, nó có cần là bông bự nha, mà cái lá bà con thấy còn xanh không, đâu có yếu lực đâu. Đó, dòng bông rất là đều. Để mà cái việc mà dư lá nó không xảy ra. Và đối với mùa mưa á bà con, nếu mà bà con làm lá nó hơi dư á, cái bông nó khủng á, thì cái việc chuyển hóa tinh bột nó sẽ chậm hơn những cái ông mà làm dòng bông gôi gôi. Và ở trong video này, có bà con nào đang xem video rồi nè, bà con làm dàn lúa mà cái đầu bông á nó dày chặt giống như dàn lúa này, bà con cắt rất là có bao. Ở những bà con nào mà quen cái phương cách mà xạ dày, và hôm nay bà con áp dụng cái công thức phân mà Lân đưa á, và có cái đầu bông go go gì nè, bà con đưa ra cái ý kiến của mình, sau này bà con cắt sẽ rất là có bao đúng không, bà con đưa ra ý kiến giùm cho Lân đi. Chỗ anh đó thì anh xài quy trình của vụ đông xuân á, tại hiện tại chưa có mưa, cái thời tiết hiện tại chưa có mưa nên là Lân cho xài hết quy trình của đông xuân á, là cavula song mã kèm 700 để mà tiến hành cưa chéo sẹt. Rồi quay lại là phượng tớp, là cavula gói gáp lút. Bà con thấy dàn bông nè, nó đặc nhẹt bông hết trơn luôn, chứ xạ 20 kg con nhỏ mà phải có cái giá của nó chứ. Cái việc sao đục thân thì có lai ga là có đó, 10 miếng là có hết 10 đó, nên là bà con cần phải phun xịt. Mình quản lý là sao đục thân á, mình quản lý từ thời điểm mà lúa 20 mấy ngày, tức là đạt số trò hữu hiệu á. Miếng này nè, đừng cho anh xịt ở thời điểm là 24-25 ngày, kèm chung với cái đầu ôm alpha mà con, để mà kiểm soát cái đầu ôm, kiểm soát cái sao đục thân. Rồi quay lại giai đoạn đồng xịt một cử. Và đối với cái miếng lúa này, cử ôm bắp mà con, đưa vô thêm một cử sao đục thân nữa đó. Tại vì cái mùa này năm nào cũng vậy hết, sao đục thân rất là mạnh luôn. Bà con cứ xịt dùm cái lưng là 1 hectare 2 chai dơ vàng, để mà kiểm soát cái sao đục thân từ thời điểm lúa nhỏ, kiểm soát dài luôn cho tới giai đoạn đồng và giai đoạn lúa ôm bắp. Chỗ sẹt bà con mình khỏi cần, không có cần kết hợp giai đoạn lúa mà chỗ sẹt. Còn mầm thao hợp chòi thì chỗ anh xài quen rồi đó. Miếng này hôm bữa Lưng đăng cho bà con xem nè, Lưng nói à chỗ anh á là anh quản lý nước cực kỳ tốt nè bà con. Xịt mầm thao hợp chòi là thời điểm là lúa nửa tháng một lần, đón đồng một lần, để mà cho dàn lúa của mình nó phát triển bộ rễ, nó cung cấp nhiều chất điều hòa dinh dưỡng chung vi lượng nữa, để nó hỗ trợ cho dàn lúa của bà con nó ăn phần tốt hơn đó, nó phân chia dinh dưỡng đều hơn. Bà con thấy xài về mà rất là cứng, đẹp ghê không bà con. Dòng bông kến bông hết trơn, xạ 20 kg cao 1000 m² nha, nó là dòng bông chất lượng khỏi bàn nha bà con, cắt cực kỳ cổ bao. Chốt lại nha bà con, lượng giống chuẩn á OM18 bà con xạ dùm cho Lưng tối đa đất gò 16 kg được rồi. Bà con xạ quá dày, nếu mà bà con không kiểm soát mà cái lượng nước ở trên ruộng tốt giống như anh á, bà con không có quản lý nước tốt á, thì rất là dễ xảy ra tình trạng là giữ lá chân. Và cái vấn đề đổ ngã nha bà con, cần phải kiểm soát lượng nước trên ruộng tốt, rồi kết hợp với công thức phân, để mà bà con đi cho nó đồng điệu cây lúa, nó đủ dinh dưỡng nó ăn, cho cái cây nó đều với nhau hết, thì cái đầu bông sau này của mình nó mới đều. Và song song kết hợp với cái cặp mặt thao hợp chòi, bà con đưa vô bà con xịt, thì bà con sẽ được một cái dàn lúa như ý. Bà con cần Lưng tư vấn công thức phân thì cứ điện cho Lưng bà con, Lưng sẽ hỗ trợ tư vấn công thức phân cho. Rồi kết hợp thử cái cặp mặt thao hợp chòi đánh giá ở giai đoạn lúa nhỏ trước đi, rồi mình sẽ xài ở những giai đoạn khác. Ghê dàn bông không con, kẹo nẹo bông hết. Cái mùa tới này, cái mùa nắng nóng quá bà con, nên là ở đầu vụ á, thì cái gói gấp lút bà con xịt dùm cho Lưng ở giai đoạn là diệt mầm hoặc là cỏ cây 5-6 ngày á, để mà kết hợp chung vô cho cái cây lúa của mình nó sử dụng cái phôi nhũ tốt hơn bà con. Ở giai đoạn đầu vụ á, trong cái gói gấp lút thì nó có cái hạt Morrisonolite nè, NA và kẽm, nó sẽ hỗ trợ sử dụng phôi nhũ cực kỳ tốt luôn. Ở giai đoạn tiền đề, lúc mà lúa bà con kết hợp diệt mầm cũng được đó, cỏ cây hậu nếm mầm sớm ở thời điểm là 5-6 ngày cũng được bà con. Rồi bắt đầu quay lại là 15 ngày mình sẽ kết hợp cái cặp mặt thao hợp chòi để mình xịt. Sau đục thân thì Lưng thấy là xa xa,
mới có một bông thôi đó, kiểm soát sâu độc thân trên dàn lúa của anh rất là tốt.